thí sinh Hàn Quốc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, được cho là một trong những kỳ thi cạnh tranh và áp lực nhất thế giới. Hàn Quốc là một trong những nước có tổ chức kỳ thi tuyển sinh đại học tương tự Việt Nam, gọi là Sanung. Kỳ thi này kéo dài 8 giờ trong một ngày, gồm nhiều bài thi liên tiếp ở các môn học như quốc ngữ, toán, lịch sử, tiếng Anh. Mặc dù quy mô ở cấp quốc gia, Sanung cũng nhiều lần gặp tranh cãi về ra đề sai hoặc lỗi kỹ thuật. Cụ thể, vào ngày 19 tháng 12, 39 thí sinh Hàn Quốc tham dự tại điểm thi trường Trung học Kyungdong, Seoul, đã đệ đơn kiện chính phủ vì trung báo hết giờ môn thi đầu tiên gieo sớm hơn 90 giây. Hãng thông tấn Hap đưa tin. Theo văn phòng giáo dục thủ đô Seoul, lỗi được xác định là do giáo viên phụ trách bấm nhầm. Hãng luật đại diện cho nhóm thí sinh nói thêm rằng giáo viên này đã sử dụng thiết bị riêng thay vì đồng hồ do nhà nước chỉ định. Sau khi nhận ra sai sót, hội đồng thi đã trả lại bài cho thí sinh trong giờ ăn trưa cho phép các em tiếp tục trong 90 giây nhưng không được thay đổi đáp án đã chọn trước đó. Tuy nhiên, nhóm thí sinh cho rằng sự cố này khiến họ không thể làm bài trọn vẹn ở môn thi đầu, và việc kiểm tra lại tốn gần một nửa giờ ăn trưa cũng ảnh hưởng đến những môn thi tiếp theo. Một số thí sinh thậm chí quyết định bỏ thi, do sai sót của hội đồng thi ảnh hưởng xấu đến kết quả làm bài. Nhóm thí sinh đã đề nghị chính phủ bồi thường 20 triệu won một người, khoảng 373 triệu đồng, để đối phó với mất mát thời gian và cơ hội để thi lại trong một năm học tổng số tiền cần bồi thường lên đến hơn 14,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo hãng luật đại diện, sau hơn một tháng kể từ khi sự cố xảy ra, cơ quan giáo dục địa phương vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời xin lỗi hay giải thích nào.